Xin kính chào quý vị và các bạn đang theo dõi bản tin nhịp sống thể thao với sự đồng hành của Vietcombank chi nhánh tỉnh Đồng Tháp. Thưa quý vị và các bạn, những phản ánh của phóng viên truyền hình Đồng Tháp Lê Vinh đang tác nghiệp tại giải đua xe đạp nữ quốc tế BYC Cup 2023 sẽ là phần mở đầu của bản tin thể thao tối nay. Sáng nay, giải đua xe đạp nữ quốc tế Bình Dương tranh cúp BYC diễn ra chặng đua thứ hai với lộ trình 140 km đi từ Bình Dương đến huyện Hớn Quản, tỉnh Bình Phước và trở về cán đích tại thành phố Thủ Dầu Một của tỉnh Bình Dương. Đây là chặng đua có cự ly dài nhất trong tổng số 10 chặng đua của mùa đua năm nay. Quốc lộ 13 với những cánh rừng cao su bạt ngàn hai bên tạo nên khung cảnh tuyệt đẹp nơi đoàn đua đi qua. Thời tiết không quá nóng cộng với điều kiện thi đấu thuận lợi giúp các tay đua luôn đẩy tốc độ ở mức cao. Tuyển Thái Lan thường là đội làm chủ cuộc đua bởi các cô gái đến từ xứ sở chùa vàng muốn bảo vệ cho áo vàng Sutatip khỏi sự kèm cặp của các ekip khác như BYC Bình Dương, Tập đoàn Lộc Trời hay là tuyển Philippines. Chính yếu tố đó đã giúp cho một nhóm gần 7 tay đua, trong đó có cô rơ Thạch Thị Ngọc Thảo của sâu số kế thiết Đồng Tháp dễ dàng tách tớp để ra đi tạo khoảng cách gần 2 phút. Cũng chính nhóm các cô rơ này giành được giải thưởng dọc đường đầu tiên tại ngã tư huyện Trân Thành. Cẩm Tú của thành phố Hồ Chí Minh Vinama cán đích đầu tiên, còn Ngọc Thảo của sâu số kế thiết Đồng Tháp xếp thứ hai. Hiển nhiên thì các ekip mạnh như là tuyển Thái Lan, BYC Bình Dương hay Tập đoàn Lộc Trời không để cho nhóm một thoải mái ra đi. Rất nhanh chóng, họ đã bắt kịp và đoàn đua trở lại một tấp đồng. Lúc này cuộc chơi sẽ thuộc về đội nào dàn quân để cho Cura chủ lực tung lưới rút. Và ở vạch đích, một lần nữa, Sutatip của tuyển Thái Lan đã xuất sắc cán đích ở vị trí đầu tiên khi rút thắng Bùi Thị Quỳnh của BYC Bình Dương và Nguyễn Thị Thi của Tập đoàn Lộc Trời, để qua đó tiếp tục giữ áo vàng và áo xanh sau hai chặng đua đầu tiên. So với năm nay thì đàn chị Nguyễn Thị Thạc không có tham dự giải này thì đội em cũng sẽ bị liếp vế về điểm tranh chấp áo xanh, nhưng đội em sẽ cùng nhau cố gắng để đạt những thành thứ hạng cao trong đua. Dù một lần nữa không thể thắng cua rơ người Thái Lan Sutatip ở nơi rút, nhưng các cua rơ của Việt Nam đều cho rằng cuộc chơi chưa vì thế mà ngã ngủ, bởi những diễn biến sẽ rất khó lường ở các chặng đua tiếp theo khi các tay đua sẽ bắt đầu chinh phục những ngọn đèo. Thái Lan thì em chỉ có Sutatip là dân rút ạ, nhưng mà để ngày mai mới biết là ai mạnh hay ai không mạnh. Tại vì ngày mai là chặng đèo, cho nên để mà biết là ai mạnh thì ngày mai thì kết quả sẽ biết. Vào ngày mai, các tay đua sẽ bước vào chinh phục ngọn đèo đầu tiên tại giải là đèo Bảo Lộc ở chặng đua thứ 3 từ huyện Thống Nhất của Đồng Nai đi thành phố Bảo Lộc, tỉnh Lâm Đồng với cự ly 120 km.